Rồi em tiếp tục combo này nha mọi người. Combo 4 món: một con máy viết Hitachi, một con máy khoan còn dây, này còn dây, một con máy cắt gỗ, một con máy cắt gỗ nha, Hitachi không có lưỡi. Rồi con này mới đặc biệt này, con này là một con máy bào gỗ, nhưng mà cái đầu này nó lắp có thể lắp vào máy khoan được, máy đánh bóng được nha. Nghĩa là có cái khớp ngay chỗ đây này, mọi người mở ra, mọi người lắp vô cái khớp đây là nó xoay Hitachi nha mọi người. Con này độc lắm á, con này độc đó, lưỡi cũng rất là bén. Con này là hàng độc, hàng độc. Cái này xài bệnh viện không hư, ví dụ cái ruột dễ thay thế, vì cái ruột nó chạy giống như cái máy khoan ấy. À, máy này bốn con này là 800 nghìn nha, bốn con 800 nghìn nha, hai con này là một đống tiền rồi, bốn con 800 nha. Hàng này hàng độc nha mọi người, con này thôi bán cũng phải 600 700 nghìn, nếu mà là quấn lên bán con này phải 600 550 600. Rồi 800 nha.